Trời, các bạn biết không, tại vì có những cái đến từ chân thành. Tại vì nếu bình thường thì mình xem chương trình chị Xuân chỉ đến đây là một khách mời thì sẽ gọi là Unomic. Thì tự nhiên kêu là à cảm ơn Đăng Dương, tự nhiên làm tôi rất là xúc động. Thì không biết Đăng Dương tại sao lại xúc động theo vậy hả Đăng Dương? Thật ra thì khi mà bắt đầu bọn em pick team xong á, và bọn em chọn bài nhạc, thì Dương có nói là cho em xin một bài nhạc để làm về gia đình. Lúc đấy không biết sao nhưng mà em hoàn toàn tin tưởng Dương, và em đưa 100% quyền quyết định bài này Dương muốn làm gì Dương làm. Và ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy thành quả một Dương Domic quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Thành rất là muốn hỏi Isaac là đã bao lâu rồi em quên hồn nhiên? Chồng em hoài. Nè, cũng lâu lắm rồi là cũng ráng không khóc đó nha. Khán giả ngoài những cái việc mà họ nghe bài hát của em thì họ cần biết Eric nghĩ gì, Eric sống như thế nào, Eric sẽ thể hiện quan điểm của mình ra sao. Và những điều đó anh nghĩ là rất cần cho một nghệ sĩ. Và anh thấy Eric im lặng quá lâu, em ngại thể hiện bản thân trước mặt mọi người. Bất cứ lúc nào em chia sẻ em cũng nói rất nhanh, em không tự tin là khi em nói chậm mọi người sẽ lắng nghe thông điệp của em. Bản thân anh tiếp xúc Eric ở ngoài, anh biết Eric rất là chân thành và sống rất là tử tế. Cho nên hãy tin vào bản thân mình, tại vì khi em tin vào bản thân em thì mọi người mới tin em được. Ok, cảm ơn anh. Oh no. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho team Arthur, Dương Trọng Mix, Arthur, Anh Tú, Quang Trung, Sông Lương và nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Và tất cả dancers của MQ Dance Team với tiết mục Bao Lời Con Chưa Nói. Cảm ơn các bạn. Một tiết mục rất tuyệt vời và thật xúc động. Hôm nay rất là vui khi em được gặp chị Xuân ở đây hỗ trợ cho team của Atus. Không biết là chị có cái cảm xúc gì khi đến với anh trai C2 và đặc biệt là trong cái ca khúc này ạ? Đầu tiên nha, là có Thành và có 5 đứa nhỏ rất là đẹp trai, rất là tài năng, rất là dễ thương này. Cảm ơn Sông Luân, cảm ơn Tú Diệu Nhi. Cảm ơn Tú Voi Bản Đôn. Cảm ơn Quang Trung và đặc biệt là cảm ơn Đăng Dương. Đăng Dương, một người trẻ nhất và cũng là người sáng tác ra bài hát này. Khóc rồi thôi mà. Cảm ơn rất nhiều các bạn thế hệ trẻ. Ngoài cái công việc của các bạn luôn nghĩ đến gia đình. Và chúng tôi cảm ơn vì điều đó. Chúng tôi cảm ơn các bạn, những người rất là hữu ích cho xã hội. Cảm ơn thật nhiều. Trời, tự nhiên chị Xuân gọi tên của Dương Đô biết là Đăng Dương, em xúc động dễ sợ. Tại vì các bạn để ý là thường mình ra đường mình có mang cái nghệ danh gì thì cũng chỉ có mẹ gọi mình bằng tên thiệt thôi. Cái tự nhiên Thành ơi, chị gọi em A Xin nha. Cảm ơn chị Xuân đã rất là ấm áp để gọi Dương đâu biết là Đăng Dương và dễ thương quá. Cảm ơn sự có mặt của chị ngày hôm nay. Mọi người cho chị Xuân một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Dạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Cô, cảm ơn cô ạ. Các con cảm ơn cậu. Dạ.
Trời, các bạn biết không, tại vì có những cái đến từ chân thành. Tại vì nếu bình thường thì mình xem chương trình chị Xuân chỉ đến đây là một khách mời thì sẽ gọi là Unomic. Thì tự nhiên kêu là à cảm ơn Đăng Dương, tự nhiên làm tôi rất là xúc động. Thì không biết Đăng Dương tại sao lại xúc động theo vậy hả Đăng Dương? Thật ra thì khi mà bắt đầu bọn em pick team xong á, và bọn em chọn bài nhạc, thì Dương có nói là cho em xin một bài nhạc để làm về gia đình. Lúc đấy không biết sao nhưng mà em hoàn toàn tin tưởng Dương, và em đưa 100% quyền quyết định bài này Dương muốn làm gì Dương làm. Và ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy thành quả một Dương Domic quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Anh muốn nghe câu chuyện của Dương Domic biết em nghĩ gì về mẹ khi em viết bài này. Thực sự là bản thân em ấy, em không phải là một người dễ nói ra một lời yêu thương với gia đình, đặc biệt là với mẹ mình. Em không biết tại sao, nhưng mà khi mà em nói ra một từ là con yêu mẹ thì em cảm thấy không thoải mái về điều đó. Và em suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Và trong lòng chắc chắn mẹ em là một người rất tuyệt vời. Em không biết phải dùng bao nhiêu từ hay là phải làm bao nhiêu để có thể cảm ơn được mẹ của mình. Và tất nhiên rằng là thật ra Dương cũng không cần phải suy nghĩ về điều đó quá nhiều. Tại vì anh nghĩ đây là vấn đề về khoảng cách thế hệ nè. Anh nghĩ ai cũng bị hết mà. Anh lớn tuổi về anh cũng y chang mà. Đâu bao giờ mình nói con yêu mẹ đâu, nghe nó ngượng miệng muốn chết. Mà tại sao ngượng miệng các bạn biết không? Là tại vì chúng ta không nói với nhau ngay từ những lúc nhỏ, cho nên mình không có quen. Cho nên là nếu như trong thời gian sắp tới các bạn á, ở bên dưới á, các bạn có may mắn làm cha làm mẹ, thì cái chuyện đầu tiên các bạn hay nói với con mình mỗi ngày là cái gì? Mẹ yêu con, mẹ yêu mẹ con. Mình nói nhiều vô lỗ tai nó, tự nhiên cái lúc nó nói ngược lại là con yêu mẹ, nó sẽ không ngượng miệng, đúng không các bạn? Cho nên tôi nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi từ những thế hệ sau này nữa ha. Và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy là cái câu mà con yêu mẹ, con yêu ba, nó không còn ngượng miệng nữa khi mình phát ra. Cảm ơn em đã viết một ca khúc rất xúc động. Cho em nói thêm một chút nữa rằng là bài hát này không thể được như ngày hôm nay nếu mà em không có những người anh em đồng hành cùng em. Những cái lúc mà em khó khăn nhất đó là Oliver, anh Minh Tinh và Hoàng cũng như chị Bạch. Và đặc biệt rằng là bốn con người ở đây trên sân khấu này. Ok, cảm ơn em. Con Trung diễn xong thấy làm sao? Dạ em thoải mái hơn nhiều. Lúc mà các anh em trong nhóm được nghe bài hát này á, ai cũng xúc động hết. Nãy em có nói anh Thành là em may mắn đó, là tại vì những cái lời trong bài hát này cũng là những cái điều mà em không nói được. Nghĩ cái câu mà khó nhất luôn á là con thương mẹ và con yêu mẹ. Ngay hiện tại á, thì Trung cũng không sống gần gia đình nhiều. Cho nên là nếu mà có gần mẹ thì Trung thường sẽ để dành bụng để về ăn đồ ăn mẹ nấu. Dù cho Trung đi làm về nó khuya cỡ nào thì Trung vẫn thấy mẹ đợi. Và mẹ sẽ luôn hỏi là còn ăn cái gì chưa. Dù là mấy giờ thì mẹ Trung cũng sẽ làm cái gì đó cho Trung ăn. Cho nên là những cái dịp mà được ở gần gia đình á, Trung cũng hay tranh thủ ăn cơm ở nhà. Nên là may mắn vì có một bài hát để mình nói ra kiểu kiểu vậy. Sao chúng ta ở đây không nhiều người dám nói mình yêu bố mẹ nhờ? Anh Sinh, anh có nói không anh Sinh? Nếu mà để nói từ con yêu mẹ thì chắc là chưa bao giờ, nhưng mà gần đây á, thì em có hay tâm sự nhiều hơn. Thật sự là cảm ơn Dương vì đã cho tụi em hát cái ca khúc này để cho những anh em đây những cái khoảng để có thể chia sẻ cái tâm tư của mình. Dạ. Tôi vội thế sao em? Cái điều mà em hay nói với mẹ em ấy là con yêu mẹ. Em lại được cái điều đấy là từ bé đến bây giờ luôn. Cái bài hát này của Dương nó đã làm cho Tú nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa với cả mẹ. Nhà Tú hồi xưa cũng nghèo lắm. Mẹ đi chợ bán đay ấy, bằng cái xe đạp. Tú cứ lóc cóc và đi cùng mẹ. Cứ chờ mẹ bán xong, xong bắt đầu mới được đi về. Mẹ sẽ mua cho Tú một cái bát cháo lòng 500 đồng. Nhưng mà nó ý nghĩa. Cho tới bây giờ thì mình là nghệ sĩ, mình cũng giúp được mẹ một chút xíu. Nhưng mà cái điều mà mẹ mình cần, đó là cần mình về nhà. Tú nhìn ở trong mắt của mẹ, mẹ vẫn mong 2-3 tháng con sẽ quay trở về. Xong ăn với cả bố mẹ cái mâm cơm rất đơn giản thôi. Không sao, anh nghĩ là bây giờ có cách này hay hơn này. Kiếm tiền đi,
có tiền thì đưa mẹ vào luôn, khỏi ra đấy. Các cụ ở quê lại không à, các cụ trong... đúng rồi đấy, bố mẹ lại thường là không xa nhà được. Vâng. Nhưng mà thôi, lâu lâu về yên tâm, chứ mà em ở nhà luôn mẹ cũng không vui đâu. Anh Tú ơi, bình thường là tôi thấy anh toàn mảng miếng đấy, hôm nay cho mình xúc động tôi không quen mắt lắm, không biết anh hát bài này anh nghĩ như nào, anh cũng bày đặt xúc động với người ta à? Sao? Bao nhiêu lâu rồi chưa gửi tiền về cho mẹ? À không, tiền thì em vẫn gửi. À, vẫn gửi hả? Hôm nay mẹ có biết hát bài này không? Chưa luôn. Em chỉ muốn nói mẹ em là hy vọng là mẹ em sẽ đi khám. Không có dư bệnh trong người nữa. À là mẹ không đi khám tổng quát thường xuyên đúng không? Dạ, mẹ em rất là nhiều bệnh. Đấy, nhiều người sợ đi bệnh viện ấy, không dám đi khám đâu. Mong thời gian chớ vội để trao cho mẹ bao lời con vẫn còn chưa nói. Thành nghĩ là ở đây ai cũng sẽ có những nỗi niềm của mình và những kỷ niệm với bố mẹ, nhưng mà hy vọng là các bạn cũng sẽ bình chọn một cách công tâm cho các anh trai. Anh Tú Atus 01, anh Tú Voi 02, Quang Trung 03, Dương Trọng Biết 04 và Song Luân 05. Mời bình chọn. Bao lời con chưa nói nhưng đợt sẽ con yêu mẹ nhiều. Bao lời con chưa nói xin mang hết đưa vào câu ca. Mong thời gian chờ. Cảm ơn mọi người đã yêu thương cho bạn em. Ok, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Quang Trung, Atus, anh Tú, Song Luân và Dương Đào Minh. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút nghỉ lặng, đừng chuyển kênh nhau. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Và ngay bây giờ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những người đầu tiên mà chúng tôi muốn hướng đến để anh có thể truyền lửa và truyền năng lượng lại cho những người em của mình. Anh cả của Anh Trai Say Hi xin giới thiệu anh trai Isaac. Oh my god, đây mới là anh cả. Sao bụi? Hả? Ôm quá hả? Khán giả hỏi sao em ôm quá vậy? Em yên tâm, sau Anh Trai Say Hi lên ký lại. Hồi xưa lúc mà em được nhận lời mời Anh Trai Say Hi á, em nghĩ Anh Trai Say Hi không phải là chương trình dành cho em. Bởi vì em từng tham gia nhóm rồi và em biết là làm nhóm nó khó như thế nào và mình phải vượt qua rất là nhiều thứ, đặc biệt là cái suy nghĩ trong mình. Và em bị overthinking cho nên là em đắn đo rất nhiều trước khi em nhận lời. Nhưng mà khi mà tham gia mọi người thấy là Isaac ốm đúng không? Ốm có nghĩa là sao ạ? À? Là bởi vì Isaac yêu Anh Trai Say Hi quá nhiều. Anh à, ý là em nói là yêu nhiều ốm, ốm nhiều yếu đó hả? Yêu là yếu đó anh. Đến Anh Trai Say Hi mình không nghĩ là sẽ vui như vậy. Hồi xưa mọi người sẽ thấy là Isaac ăn nói rất là cẩn trọng. Nhưng mà đôi khi trong chương trình mà mình sẽ có những cái lúc mình còn đùa một cách gọi là vô tư hồn nhiên luôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhờ tất cả các anh trai đã cho em cái cảm giác là coi em như là một phần của cái tàu tất cả mọi người. Em mà khi mà em đã thương rồi á thì em sẽ muốn cống hiến hết mình cho chương trình. Mọi người nói em ốm em không quan tâm, em sụt thêm 5kg này em cũng thấy xứng đáng. Dạ. Yeah. Anh có quan sát em từ đầu chương trình đến giờ và bây giờ em đang đứng đây rất khác với em của ngày đầu tiên khi đến với chương trình. Thành rất là muốn hỏi Isaac là đã bao lâu rồi em quên hồn nhiên? Thành ơi, thật chồng em hoài. Nè, cũng lâu lắm rồi là cũng ráng không khóc đó nha. Thật ra là
cái việc mà giữ cái hình ảnh và cái thành tích cũng như là cái thành công đã từng có và rất là khó, và nó giống như là một cái kim chỉ nam cho mỗi một nghệ sĩ khi làm nghề, và đặc biệt là với những người mà hướng nội và nguyên tắc nhai rác. Thì tôi chỉ nói quý vị nhìn nhá, bạn này nhỏ tôi có 1-2 tuổi thôi, mà hôm nay tôi để râu, đừng có quan tâm tới chuyện đó. Khó chịu. Mình đang không nói và giữa Trấn Thành với Isaac, mà giữa Isaac với các anh trai khác, là quý vị thấy là có những người Isaac lớn hơn cả con Giáp. Em lớn hơn Captain 15 tuổi đó. Đó. Nếu mà gọi là đúng thì cái ông này là Captain, phải gọi ổng là chú. Chú Isaac. Cái ngày mà ông này nhảy trên sân khấu là Captain sẽ là một đứa trẻ đầu tiểu học đang coi thần tượng của mình nhảy. Thì để mà có một Isaac đẹp trai như vậy, như bạn nói, gầy được như vậy, giữ được cái form dáng bao nhiêu năm cũng như vậy, để diễn chung mà không bị chênh lệch với các bạn nhỏ đã là một cái khó rồi. Thì để con người này sống ngần ấy năm với nguyên tắc của mình, nhả mình ra một lần trở lại hồn nhiên không phải đơn giản. Đúng như Isaac nói là phải yêu và phải một lần cảm nhận là mình lại được yêu thương và mình cũng yêu thương mọi người thì mới có được những cảm xúc đó, thật sự. Và ác nhất là vậy nè, ngay từ đầu mình đã tốt cho nên mình tốt hơn nữa, người ta không thấy. Người ta thấy mình đang dậm chân tại chỗ, nhưng không, cái đó tôi không gọi là dậm chân tại chỗ, tôi đang gọi nó là duy trì phong độ. À. Hay quá, oh my god. Đã có gì muốn nói không? Trước khi em diễn á, thì em thực sự muốn nói lời cảm ơn. Tại vì em bị suy nghĩ nhiều, và chính vì cái suy nghĩ này đôi khi là làm em từ chối đi rất là nhiều cơ hội. Và Anh Trai Say Hi xém là một cơ hội mà em đã từ chối. Cho nên là em muốn cảm ơn Anh Trai Say Hi và đặc biệt anh Trấn Thành với Chester T, vì là những người đề xuất Isaac đến chương trình và muốn Isaac sẽ vào đây để cùng tất cả anh em tạo nên một cái chương trình hay nhất cho tất cả mọi người. Lúc đầu thì em nghĩ là mọi người mời lơi thôi, nhưng mà thật sự là khi mà gặp gỡ tất cả mọi người thì mình cảm nhận được cái sự chân thành của tất cả mọi người, là thực sự là thương Isaac và rất muốn Isaac có được một cơ hội để sống lại tuổi trẻ của mình một lần nữa. Làm nghề mười mấy năm trời rồi, idea ý tưởng muốn hay không nó sẽ cạn kiệt hết. Rồi sẽ đến lúc. Và Isaac thực sự là rất muốn được làm mới bản thân mình rất là nhiều lần, nhưng mà thật ra là không phải là một điều dễ dàng. Vì khi đến với Anh Trai Say Hi á, mình cảm thấy rằng là mình đã được làm được điều đó. Và cho dù nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong mấy tháng thôi, nhưng mà chắc chắn với Isaac nó sẽ là một cái khoảng thời gian làm nghề đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Anh biết là em cũng có rất là nhiều áp lực khi trong cuộc thi, đặc biệt là mình là anh cả nữa. Nhưng mà em phải tin vào bản thân của mình. Khi em hồn nhiên thì em sẽ bình yên. Khi mà em đến đây á, em đã xác định là em chơi. Thì chơi á, thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều những lúc mình chơi không tốt, và sẽ có những lúc mình phải cố gắng để mình vượt qua cái trò chơi này. Em nghĩ là em đến đây em sẽ truyền năng lượng. Khi mà anh em thấy mình trên sân khấu, mình nhảy bốc như thế này, thì đôi khi nó cũng sẽ là một cái nguồn năng lượng cho tất cả mọi người cùng nhau tạo nên một cái chương trình hay như thế này. Thì em nghĩ rằng là cái đó là cái em sinh ra em vốn dĩ em có được. Tại vì chưa bao giờ em dám nghĩ rằng là em quá đẹp trai, hay em chưa bao giờ em dám nghĩ là em có bất cứ một cái gì vượt trội người khác. Nhưng mà cái điều mà em tự hào nhất, là gần 15 năm làm nghề, em được ba mẹ cho em một cái nguồn năng lượng và em chưa bao giờ bỏ cuộc. Và em hy vọng là cái nguồn năng lượng đó nó sẽ giúp cho tất cả các bạn thấy được, và các bạn cũng sẽ cố gắng để chinh phục ước mơ của mình. Em luôn làm tốt, cái điều duy nhất là em vượt qua được cái kỳ vọng mà mọi người dành cho em thôi. Tại vì cái kỳ vọng nó ác lắm quý vị. Mà trong khi người ta đã tốt rồi mà mình cứ kỳ vọng, thì cứ làm cho những gì mà người ta làm đang làm tốt cảm giác như không theo ý mình. Hy vọng là quý vị hãy kỳ vọng Isaac một cách công bằng. Tôi nói thật là không biết là sau khi ra một chương trình, một ngôi sao có thể giữ được cái tuổi đời và độ nổi tiếng lâu như Isaac hay không. Đúng không ạ? Cuộc chơi là ngắn, cuộc đời nó mới dài. Sau cuộc thi mới biết ai là ngôi sao hay không. Hy vọng là Isaac sẽ tận hưởng từng phút giây cuối cùng cùng với Anh Trai Say Hi. Và cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình này. Em cảm ơn Thành đã tin tưởng em và tất cả mọi người đã tin tưởng em ạ. À. Dạ vâng ạ. Và bây giờ là ca khúc solo của Isaac.
One more time. Like a star, like a star, like a star, like a star. Như ánh sao sáng nhất thiên hà. What's up everybody? Hôm nay em có một bộ trang phục rất là ấn tượng nha. Thật ra thì em cũng rất là cảm ơn bạn stylist ạ. Vì đã giúp cho em hôm nay có một bộ trang phục chiến binh ạ. Yeah. Đúng nghĩa là chiến binh luôn. Cái từ này rất là hợp với em. Tại vì thật ra em bước vào đây là bằng có một con số 0. Khán giả chưa ai biết nhiều đến mình. Nhưng mà bằng tài năng của em, bằng sự chân thành của em, bằng cái nhiệt huyết của em, ngày hôm nay em chinh phục tất cả mọi người. Và hầu như là trên mọi diễn đàn mọi người đều yêu thương bàn về Captain và tài năng của anh ta, đúng không ạ? Và ngày hôm nay tặng em thêm món quà nữa, mẹ đã đến ủng hộ cho em. Chào chị. Vâng, xin chào Trấn Thành. Hôm nay lại gặp chị nữa rồi. Xin chào các bạn khán giả, xin chào chương trình ạ. Dạ. Bản thân tôi thì hôm nay rất là xúc động, đúng như là Trấn Thành nói. Khi mà con bước vào cuộc thi đúng là con số 0 ạ. Thế nhưng mà có một cái điều rất là may mắn là con được tham gia một sân chơi rất là lớn á, rất là đẳng cấp. Hôm nay đã là chung kết rồi, chắc chắn khi khép lại chương trình này sẽ gây niềm thương nỗi nhớ cho tôi cũng như rất nhiều khán giả. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chương trình. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã luôn yêu thương một bé Captain mới 21 tuổi nhưng đã được học tập, được lớn, được trưởng thành tại một sân khấu như thế này. Và hy vọng với niềm yêu thương của tất cả quý vị khán giả, con sẽ trưởng thành hơn, sẽ phát triển hơn trong sự nghiệp của mình. Chúc con trai thi thật tốt. Mẹ ơi. Vâng, rất mong quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ cho tất cả các chàng trai ạ. Dạ. Ủng hộ cho chương trình và ủng hộ cho Captain bé nhỏ của mẹ Hà. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Ôi, quá tuyệt vời cô ơi. Cảm động đúng không? Em chung kết nữa chứ. Thương quá trời à. Xin cảm ơn Captain Mama đã phát biểu rất là hay luôn. Rất là xúc động luôn. Tại vì chị mới 21 tuổi, Captain đã tỏa sáng được như vậy là do sự giáo dục cũng như sự gần gũi và sự luôn luôn động viên tinh thần từ gia đình của mình. Và đó là một trong những điều hết sức cần thiết. Cho nên chúng ta cổ vũ và chúc mừng cho Captain và Mama đã có một tình cảm rất là tuyệt vời. Hai mẹ con như những người bạn luôn luôn ủng hộ nhau, sát cánh với nhau trong mọi chặng đường. Hôm nay với cổ vũ của mẹ như vậy thì chắc chắn phải thi thật tốt nha. Yes sir. Captain. Xin một tràng pháo tay một lần nữa cho Eric. Giỏi quá bé ơi. Quá giỏi rồi, quá giỏi luôn. Thưa quý vị, đó chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Nói thiệt, trong lòng Trấn Thành, Eric là một ngôi sao toàn năng. Hát hay, gu âm nhạc cực kỳ tốt, hát nhịp phách cực kỳ chuẩn và biết biểu diễn rồi nhạc cụ rồi vũ đạo tuyệt vời nữa. Nói chung là với Trấn Thành là Eric là một người rất xứng đáng để có mặt trong nhóm nhạc debut năm nay. Một tiết mục có thể nói là trên cả tuyệt vời. Anh không nghĩ là em chơi tới mức độ này luôn á. Em mất bao nhiêu thời gian cho tất cả những điều vừa rồi? Thật sự là đến được với đêm chung kết ngày hôm nay thì Eric muốn gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì mọi người đã voting cho Eric. Mặc dù là Eric biết rằng là trong chương trình này bản thân mình vẫn chưa thực sự bung được hết tất cả mọi thứ ra và mọi người có thể là vẫn chưa hiểu được nhiều hơn về Eric. Cho nên là ở tiết mục solo lần này thì Eric rất muốn làm được nhiều thứ hơn và khán giả thực sự là muốn thấy Eric bứt phá hơn đúng không? Vậy thì tiết mục vừa rồi có đủ bứt phá không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều, mặc dù là có một chút lỗi nhưng mà nhờ sự cổ vũ của mọi người Eric vẫn tiếp tục làm và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ đến tiết mục vừa rồi của Eric nhá! Để nói em điều này. Thật ra tất cả những gì mà Eric làm đã rất là tuyệt vời trên sân khấu của Anh Trai Say Hi rồi. Và kỹ năng của em, khả năng của em, tài năng của em là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng cái anh Thành muốn thật sự chia sẻ với Eric là anh chỉ muốn em thật sự phải tin vào bản thân mình. Khán giả
khán giả ngoài những cái việc mà họ nghe bài hát của em thì họ cần biết Eric nghĩ gì, Eric sống như thế nào, Eric sẽ thể hiện quan điểm của mình ra sao. Và những điều đó anh nghĩ là rất cần cho một nghệ sĩ. Và anh thấy Eric im lặng quá lâu, em ngại thể hiện bản thân trước mặt mọi người. Bất cứ lúc nào em chia sẻ em cũng nói rất nhanh, em không tự tin là khi em nói chậm mọi người sẽ lắng nghe thông điệp của em. Bản thân anh tiếp xúc Eric ở ngoài, anh biết Eric rất là chân thành và sống rất là tử tế. Cho nên hãy tin vào bản thân mình, tại vì khi em tin vào bản thân em thì mọi người mới tin em được. Ok. Cảm ơn anh. Oh no. Dạ, Eric. Làm thế nào để bình chọn cho Eric à? Số mấy à? Dạ, số bình chọn của Eric là số 09 ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người ạ. Thưa quý vị, anh trai tiếp theo, mới vừa rồi anh ta là quán quân của một cuộc thi. Và anh ta tới anh trai Say Hi để tiếp tục chinh phục quán quân lần thứ hai. Anh Tú Voi. Yes sir. Bạch công tử. Này đẹp trai quá vậy. Dạ, em cảm ơn anh. Anh thấy bộ này em mặc quen quen không anh chị? Quen không? Quen không? Hả? À. Nói. Sóng vỗ vỡ bờ. 10 điểm. Sóng vỗ vỡ bờ trong mây mênh mang khắp hồ. Em ơi trong đời mình nhiều lúc muốn có nhưng không. Hay quá vậy ta. Đúng là fan ruột có khác. Đó. Love you. 1000 lần. Bữa nay em định vỗ sóng lần thứ hai hả? Em vỗ sóng lần thứ hai thôi anh xin ơi. Em cũng như Tú Tút, một chàng thì là bảnh tọi, còn em thì là một chàng sóng vỗ vỡ bờ nhẹ nhàng. Cái hình ảnh một chàng trai ballad nhẹ nhàng đấy đã ghi dấu rất là nhiều trong các cái chương trình từ trước đến bây giờ. Và ngày hôm nay Tú sẽ cống hiến hết mình. Khi em vào trong chương trình, trước đó mình làm quán quân của một cuộc thi, hỏi thật là em có áp lực không? Em cũng suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ là... Thôi, đừng có khóc mà. Khóc cũng phải hướng về phía trước. Sao đắn đo điều gì? Em thấy là em có cả được nhưng mà em cũng có cả mất. Em được tiếp xúc với 29 cái đầu lạnh, 29 cái đầu nghệ thuật, các bạn ấy quá giỏi. Em học hỏi được rất là nhiều những cái mới của các bạn Gen Z, của những anh đi trước về âm nhạc, về produce, nhảy nhót nữa. Em đã cảm thấy em đã hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Em chỉ mong là em sẽ bước tiếp, cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa. Đôi khi nó có những cái vấp ngã nho nhỏ nào đó, nhưng mà em tự hào rằng là em dám đối diện với nó. Anh thấy là bất cứ ai trong đời, trong cái quãng đường mà mình đi đến thành công á, ai cũng sẽ có những lúc mà mình nghĩ là mình vấp ngã. Nhưng mà nhiều khi mình đến đích rồi, mình quay lại mình nhìn, mình thấy cái đoạn đó chỉ vấp thôi, chứ nó chưa ngã. Vì ngã mình không có tới đây. Em hội tụ tất cả những yếu tố để trở thành một ngôi sao. Em chỉ thiếu độ điên thôi. Em bị an toàn, chỉ thế thôi. Hôm nay cháy nhá. Ok. Và hãy cổ vũ để anh Tú thi thật tốt bài thi của mình.